Thì các bạn thì sẽ như thế này. Mua cái chương trình là hỏi gì nữa không rõ. Cái chân thấy không? Có. Nha. Đây. Các bạn sẽ như này. Với mũi vắt thì chúng ta làm như nào? Vắt cái mũi đầu tiên chúng ta cũng không y hệt thế, được chưa? Này, chúng ta bắt đầu y hệt thế. Cái gì? Góc của hết đáy này. Cố góc lên nhé. Xoay kim lên, chứ không phải ấn ấn lên đâu nhé. Xoay lên chiều vòng tròn của nó này, thấy không? Em thấy không? Này. Xoay cái cổ tay theo cái chiều vòng tròn của kim nhá, hiểu chưa? Hiểu không? Thế chứ không phải là xong cầm lên cầm này nhá, không phải lôi thẳng lên nhá, mà gì xoay theo cái chiều kim của nó, hiểu không? Nào tay cũng xoay theo chiều tròn của kim, hiểu chưa? Mũi đầu tiên mũi vắt em không như bình thường, 1 2 làm sao? Buộc nhé, 1 2 buộc này. Thế cái nơ này thì mình sẽ không cắt chỉ mà mình sao vắt mà mình sẽ banh vào cái đầu chỉ này nhé, đâu cái banh vào đây để đánh dấu nhé, cố định nhé và giữ cho mình nhé. Cái nơ tiếp theo, nơ tiếp theo thì mình sẽ khâu như nào? Nơ tiếp theo mình sẽ khâu tiếp tục luôn, mình sẽ không cắt chỉ nữa, khâu đuổi nhau luôn, lại từ đâu bắt đầu nhà thì tiếp tục như thế nhé, lại từ bên này sang nhé. Người sẽ giữ ở đây, một đứa giữ ở chỉ này, sẽ phải có một người giữ chỉ cho các em để nó không bị trùng, hiểu không? Bởi vì khâu mũi vắt là làm sao để khi mình ra chỉ nó không bị trùng các mép lại với nhau, được chưa? Giữ giữ đây cho anh này, một đứa giữ đi, giữ ở đây này, giữ cho tôi cầm này đấy, giữ chỉ nhá, người giữ chỉ phải giữ cùng chiều với chiều ra chỉ. Ví dụ chỉ ra ở được mép bên này, thì các em không được căng sang bên này, hiểu không? Chỉ ra như nào để phải giữ như thế, để làm sao nó giữ cố định cái gì, hai cái mép này, trong lúc mình đang chuẩn bị chỉ để khâu tiếp, hiểu không? Chứ nếu mà không có người giữ làm sao nó sẽ làm sao? Sẽ trùng, hiểu chưa? Không bắt là hai mép luôn luôn phải chắc, mình đi qua đâu nó phải chắc cái đấy, để cho đến luôn luôn phải có một người sao, người giữ, các em hiểu không nhá? Và tiếp tục này, tiếp tục nhá, mình sẽ làm sao tiếp tục khâu gì lại sang mép bên này, đúng không? Cứ từ gì từ phải qua trái, đúng không? Các em không đi hai bên một là một lần đâu nhá, bóc phát cả hai mép luôn lên nhá, móc từ mép một nhá, nhớ chưa? Đấy, thì sau khi mà tôi như này rồi thì tôi làm gì? Tôi lấy cái pot này, tôi giữ vào cái sợi chỉ của bạn ấy đang giữ ở dưới này. Thấy chưa? Đấy, thả tay ra đi. Còn tôi kéo. Thì làm sao? Nó không bị trùng, luôn luôn như thế. Thấy chưa? Cô lại giữ vào đây. Đấy, căng chỉnh đấy. Hiểu vấn đề không ạ? Mình sẽ tiếp tục nhé. Chỉ không một mũi, chỉ giữ một mũi. Vắt mà, cái hiểu, cái mũi vắt. Vắt bên này, đây là cái sợi chỉ sẽ vắt qua nhau, vắt qua nhau. Các bạn chả nhìn thấy hình dạng sợi chỉ đâu. Làm gì? Qua bên nào? Bên nào? Giữ. Sợi là đang. Tôi giữ vào đâu? Giữ vào đây đúng không? Giữ vào chỗ ra chỉ của con này. Cô để giữ vào đây. Được chưa? Hiểu như vậy không? Mình sẽ đi đến tận cuối vết thương. Đúng chưa? Giả sử đây là điểm cuối vết thương, mình kết thúc như nào? Giả sử đây là chỗ cuối là mình kết thúc như nào? Mình sẽ kết thúc như sau. Chỗ trên này trùng, hiểu không? Tí tôi khóa là nó chỉ chặt nút cuối mà nó những chiếc trên trùng, hiểu chưa? Hiểu ý nghĩa ở cái người giữ này không? Đấy, và các nơ chỉ nó phải chặt. Đây, đây không nó cuối. Rồi, bây giờ thả đi, thả đi. Mình sẽ không kéo hết nhá, mà chúng ta sẽ để lại cái nơ này, như này, được chưa? Kéo hết nhé, khó nhìn, này là màu xanh đấy chứ, dạ, nó cuối mình sẽ không kéo hết đây này, ví dụ các em kéo hết nó sẽ tịt vào nhầy đúng không? Các em sẽ không kéo hết nhé, các em sẽ buộc luôn, một,
em sẽ buộc luôn. 1, 2, kẹp vào đâu? Kẹp vào chỗ giữa cái này luôn cũng được nhá. Này, xếp nó xuống. Thông thường người ta không kẹp vào giữa, người ta kẹp vào cái chỗ mà cái cô kia giữ ở đầu ấy, đó, được luôn, nha, đấy, khóa chỉ được chưa? Lấy chính cái thân của cái chỉ ấy, chính làm cái đầu chỉ thừa như bình thường, hiểu vấn đề không ạ? Nhá, lại nhá, để xem lại cái nơ khóa cho các bạn ở một nơi khác cho nó đẹp hết luôn. Này, đấy. Bây giờ mình sẽ làm lại trên nền trắng nhé. Mới bắt này sẽ hơi khó nhìn trên nền trắng nhé. Tôi ví dụ nhé, đây là mép vết thương. Bút không ra mang bút đi học à? Cậu này có bút này. Ồ, cậu này học không bút luôn. Đăng. Đây nha, ví dụ đây là vết thương này. Ví dụ đây là vết thương nhá. Ví dụ đây là vết thương nhá. Tôi khâu cái vết này đúng không? Vết mép bên này, ví dụ đây là mép được chưa? Tôi sẽ khâu qua bên này rồi, đúng không? Chỉ rất là bé. Chỉ này cũng là thế. Hết. Em nên học cái chỉ to bởi vì cái bọn đấy là cho bọn bán cái này bọn nó làm cho các sinh viên chỉ học. Dạ. Cái nơ đầu vẫn khóa nhá, thì bình thường đúng không? Em nhớ là khi em kẹp kim ấy thì nó ở đầu cái kim này nhá, đầu cái pot này nhá, chứ đừng kẹp vào tít bên trong này nhá, nhớ kẹp vào đầu như này này nhá. Tiếp theo mình sẽ đi từ bên nào cũng thế nhá. Lần đấy, hiểu không? Hiểu câu chuyện không ạ? Này, đây mô phỏng ở đấy nó sẽ được như này, hiểu không ạ? Vết thương nó sẽ ở giữa này, hiểu chưa? Đây là kiểu như 2 mét á, mình đang đi một lần 2 mét luôn đấy. Như vừa đấy là mình phải đi từng bên một đúng không? Như này tôi đang đi một lần 2 mét luôn bởi vì chỗ này nó không có gì để bén cả, hiểu chưa? Không phải là phải giữ, bởi vì giữ nó rất sốt, phải đi luôn. Dạ, nó sẽ được một cái đường bắt bắt nhảy, hiểu chưa? Vậy mũi cuối cùng mình sẽ kết thúc như nào? Kết thúc. Phải thử cho giữ đi thôi. Chuyện không ạ? Đấy, mình kết thúc mình
lấy chính cái thân của cái chỉ để buộc vào nó, hiểu không? Đấy, mình sẽ kết thúc cắt chỉ này. Khi cắt chỉ này các em có thể để cả cái nơi cũng được, cho sao là cắt cái chỉ này. Mình không cắt nhà mình chả nhìn thấy gì cả, làm sao nghiêng kéo đi và cắt, được chưa? Cái mũi vắt này, cái mũi là các em phải rất chặt cho cái nơi này, khi mỗi lần ra chỉ phải có người giữ, hiểu không? Nếu không nó chỉ chặt mỗi cái nơi cuối, tất cả nơi trên lỏng, hiểu câu chuyện không ạ? Đó là hai môn cơ bản nhé, các em thực hành đi. Nào, bắt đầu đi, kim đây.